buổi sáng các chị yêu nha. Rồi sáng hôm nay tiếp tục mẫu đầu tiên sale với giá tiền là 119.000 đồng. Nhưng mà hiện tại váy này em hết size lớn rồi, size XL hết, size 2X hết nha. Em còn size M nè, chủ yếu là size M luôn với thêm được một cái size L nữa đó. Nhưng mà đổi lại mấy chị ơi, đầm này nó co giãn. Mẫu này co giãn tương đối là cũng tốt luôn, tăng được 5kg một size luôn. Body nha. Em chào chị Anh Vàng ạ. À, chị nào thấy like của shop rồi chấm bài cho em nè nha. Ai thấy like trước thì mình chấm bài trước. Đó, đơn giản không? Cứ vô xem like chia sẻ là có đơn nha các chị. Nói chung là hôm nay sale cũng rất là nhiều. Cái nào lẻ sai á thì ưu tiên khách nào đặt đúng đặt nhanh. Còn những cái sản phẩm nào ví dụ còn nhiều đi, 99 cam, còn mấy cái full size luôn á, thì cứ chia sẻ là có đơn thôi. Chắc ăn là vô chia sẻ trước nha. Rồi ai thấy bài của em trước chấm bài trước được không ạ? Mẫu này là 1331 nè, Atashi kim tuyến. Cổ này là cổ sắn nha các chị, cổ sắn dễ thương không? Đi tiệm đẹp nha, 119.000 đồng, 119k mẫu em đang mặc. Kiểm tra giúp em là livestream nó có rõ không nha. Dạo này đã Facebook giảm tương tác rồi mà mạng còn yếu nữa mấy chị, riết cháy dễ sợ luôn á. Rồi chào chị chỗ nào Bình Yên, em chào chị Lan Phạm nha. 119.000 đồng mẫu đầu tiên nha các chị. Rồi mình muốn coi cái nào phía sau lưng đây thì nói em mặc cho mình coi luôn ha. Mình ưng cái nào thì nói em nha cả nhà ơi, để em giới thiệu nè. 119.000 đồng mẫu đầu tiên body nha, này là body, tại vì em mặc nó hơi rộng, nó không có được ôm cái dáng phía dưới á, chứ cái chị mặc đúng form nha, khách mặc đúng form là đẹp hơn nhiều. Xe 119k nha. Rồi có lên đơn chị ơi, bật like là lên đơn rồi ha, cứ em bật live stream lên là mấy chị đặt hàng là được rồi. Khi nào tắt like á thì không tính, chứ mà đang bật live stream như vậy thì đặt lẽm chút đơn ngay. Rồi chị Khôi lấy mã số 1331, size M. Ok, size M em còn tới cả 30 cái lận. L là một cái nha. Size M 30 nhưng mà size L chỉ có một cái duy nhất thôi đó. Rồi chốt đơn luôn. Chốt đơn luôn với giá tiền là 119.000 đồng cho em ha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ lên cho mấy chị xem thêm vài cái sản phẩm khác nữa của nhà em nha. Nói chung hôm nay xem nhiều lắm nha cả nhà ơi. Ai thấy like rồi và like chấm bài cho em nè. Đầm nào của shop chị cũng thích hết, mua hết trơn rồi nhưng mà like nào cũng vô ủng hộ nè. Trời ơi, cảm ơn chị yêu ạ. Rồi em chào chị Hiền Đào nha, chào chị Hoa Trần luôn. Mẫu đầu tiên xe 119. Thôi bây giờ để em coi cái nào à, bữa giờ ít mặt rồi ta. Nhiều khi hàng mới mấy chị, hàng mới về nè, xong rồi cái lên chủ yếu xả kho, cái một số mẫu là quên luôn. Có những mẫu khách mà không hỏi cái là quên bén đi luôn, là không có mặt tới luôn á. Nên là mình muốn em mặc cái nào thì comment ở phía dưới nha. Đây, lên cái caro này đi, có cổ vét nha, caro cổ vét. Nhưng mà form này form ngắn. Chị nào cỡ 1m6 á, là mình mặc nó sẽ trên gối nha. Đây, các chị xem thử giúp em cái váy này. 1m6 mặc là nó sẽ hơi trên gối chút xíu nha cả nhà ơi. Tầm 1m4, 1m5 thì vẫn bình thường nha. Em này là form đầm ngắn, chứ không phải là em mặc nó bị ngắn đâu. Em cao có 1m6 thôi hà. Đây, 1381. 1381 hôm nay sale 100 mấy đây ta, hình như 159 đó mấy chị. Đây sale rẻ lắm, trong like là luôn luôn có giá rẻ luôn. Mẫu đang mặc đây là 1381 nha. Đâu để em kiểm tra coi. Mấy bữa nay nó cũng lẻ sai nhiều mẫu mấy chị ơi. Có những mẫu nhiều khi qua hàng đêm, cái sáng mai nghe hết hàng luôn, hết sạch bách luôn, hết hồn. Rồi đầm này em có 3 size cho mình nha, 1381 ạ. Trong lúc shop phát trực tiếp ha. Rồi chị nào đặt ngay bây giờ 10 đơn đầu tiên. 10 đơn đầu tiên em chốt 159.000 đồng. Còn những đơn tiếp theo thì em sẽ chốt lại giá cũ là 200 hoặc là 250 tùy nha. Còn bây giờ 10 chị đầu tiên thì em chốt trước nha, 159k. Chia sẻ là có đơn, mẫu này có 3 size, 60kg độ về cho em. 40-60kg độ về. Đầm 119, thiếu mã số chị Tường Vi ơi, cái này là 1331, comment cho em cái mã vào nha. Tại vì cùng một cái giá cỡ như 119 hay là 199k hay là 99k, nó nhiều kiểu lắm, nó nhiều mẫu lắm. Nên là các chị mình ưng màu nào phải đặt có cái mã vô giúp em thì bên em chốt nó mới đúng, em giao nó đúng luôn ha. Đây 1331 chị yêu ơi, 1331 body vừa qua, 1331 nha, comment cho em cái mã. Rồi, còn cái váy này mình thay giúp em nè. 1m6 các chị nha, em cao 1m6 nè, sale luôn 159.000 đồng. 10 đơn đầu tiên, chị Nguyễn Trinh, hôm qua chị trốt cái này rồi, đẹp, đang chờ nhận hàng. Vậy hỏi chị, vậy khi nào nhận hàng nhớ quay lại review cho em nha. Đây mấy cái mẫu này xinh nè.
Đó, kiểu như vậy các chị trẻ chung mặc cũng được nè em. Đây chị nào mà thấy ví dụ như mình mét tư mét năm thì các chị mặc nó vẫn là dài phủ gối nha, chứ không ngắn vài đâu. Nói chung nó cũng tùy theo form dáng của khách nữa. Có những chị mặc thì nó vẫn sẽ dài hơn, dài bình thường qua gối. 1m6 nè thì các chị mặc giống em, mét sáu là trên gối xíu, vừa trên chút thôi. Em thấy độ dài này cũng ok chứ không đến mức là quá ngắn đâu. Khi nào 1m7 á thì mới ngắn mấy chị nha, chứ tầm mét sáu thì cũng bình thường. 1331 nha, 1381. Còn cái vừa rồi là 31, cái này là 1381. Lại đứng comment rồi. 13811 của em nha. À, chị Tường Vi ở Hà Nam. À Hà Nam em xếp từ 2 đến 5 hôm là sẽ có hàng. Mẫu 65 hả chị? Nhiều lắm, 65 kg em có, đa số đầm thấp em là 40 tới 65. Mẫu vừa rồi là do nó lẻ size. Cái đầm này cũng lẻ size nha, chứ không phải là không có, em bán hết rồi. Chị thích đầm ôm hay đầm suông hay đầm xòe? Chị có thích cái kiểu như thế nào không? Để em kiếm mẫu em lên. Tại vì riêng 65 kg thì đa số là em đều có cái size đó ha. Nhưng không biết chị thích cái hoa nào, cái kiểu nào. Mình nói cái kiểu mình thích đi. Ví dụ như là hoa to, hoa nhỏ, hay là đầm ôm, đầm xòe vậy đó chị ha. Để em kiếm mẫu em lên nè. Rồi 159K mời chị đầu tiên. Chị Nguyễn Hiền chốt 1381. Đầm đang mặc chị 57 kg nha shop. Ok vừa luôn ha, 1381 cho em. Dưới 60 kg, mẫu này hết 2X nha. Dưới 60 kg mặc vừa cho em ạ. Sale luôn với giá tiền là 159.000 đồng thôi. Ai chưa có mẫu này lên đơn sớm cho em shop nha cả nhà ơi. Số lượng có hạn nha. Em chỉ chốt được cho 10 đơn đầu tiên thôi đó. Rồi bây giờ tiếp theo để em coi size 2X thì nếu mà chị thích xòe thì em có tương đối nhiều luôn á. Em mới về cái đầm kia 85 kg được luôn mà 65 là bình thường ha. Hôm nay 70 là cũng có mẫu nè, 85 kg cũng có mẫu luôn. Cỡ 90 mà cao cao xíu mà cũng được luôn á. Em chào chị Bích Hiền nha, 1381 mẫu này. Ok chị Nga Dung có đơn nè. Rồi tiếp theo bây giờ em chuyển mẫu khác nha. 1381 60 kg độ về. Mẫu nào em cũng thích à? Mẫu nào chị cũng thích phải không? Tại em sợ giờ em lên đại lại trúng ngay mấy cái đầm mà chị mua rồi á. Đó cho nên là không biết giờ mặc nào đây ta. Thôi để kiếm mấy cái hàng sale trước ha. Nếu mà riêng về sale á, em có mấy cái mẫu hoa như vậy nè, dễ thương lắm. Sợ là chị có rồi thôi. Đây nè, đầm này có 150 à. Đó, em thì làm mặc đầm sale cho mấy chị thì dễ. Nhưng mà sợ mấy chị thứ nhất là đã mua cái đó rồi, hoặc thứ hai là mình lại kiểu ví dụ như không ưng cái màu đó, nên là em sợ em lên đại không biết đúng ý mình không. Thôi em mặc thử nha. Đầm này 150 nè. Đây cái nào rẻ em mặc trước đi. 149.000 đồng mà có full size luôn. Đây, 65 kg độ về cho em là vừa mẫu này nha mấy chị, size chuẩn. Em này size chuẩn E84 độ về cho em luôn. Đó, 149.000 đồng. Chất lụa mango nha, có phối mấy cái cúc gỗ phía trước đây mấy chị thấy không? Để cái màu nó tối ha nên sợ mấy chị không thấy. Phối cúc gỗ phía trước nha, 1325 nền đen lá vàng. Sale 149.000 đồng nha cả nhà ơi, 149k, size nào cũng có. Đồng này là size nào cũng có luôn, cứ dưới 65 kg là mình đặt hàng cho em ha. Rồi sale luôn với giá tiền là 149 nha, 149k. Mẫu này chất mát không em? Siêu mát luôn chị thích mát chị cứ lựa cho em von nè. Lụa nè là mát mát nhất luôn nha. Tại vì cái vải nó là may kiểu như mỏng của mấy chị. Đây nè, một lớp ha. Còn von thì nó mỏng nên là mát. Còn không á thì em có những cái chất mới như là đâu rồi ta, em có cái chất la dông mặc cũng siêu mát luôn á. Cái vải này không biết chị có chưa nè, như cái mẫu la dông hai cái body này nè chị, trời ơi mặc không muốn thay ra luôn, mát lắm. Mà tiếc của em lẽ sai sao á. Đây đây nè, hai cái này, cái chất này mặc lên nó mát lạnh rười rượi luôn với chị nha. La dông này nè, mặc lên là ưng liền luôn mà chuyến hàng cũng không có về thêm. Đợt này của đợt trước nha, cái lô mới này nè, mấy cái mẫu mới đợt này về không có la dông luôn. Bữa giờ khách em cũng đang chờ mua thêm cái chất này mà chưa có về hàng. Không biết đợt sau chứ đợt này là không thấy có rồi đó nha. Còn lẽ sai mấy cái mẫu này thôi. Để chú em giới thiệu cho mình cái la dông này đi. Rồi bây giờ em đang mặc nha. Vải này cũng mát nè, em đang có một lớp hà. Đầm này là không có xuyên thấu cho nên là em may một lớp thôi. Xe 149.000 đồng. Rồi chị dâu tây lấy 1325 chiếc lá vàng. Ok chị yêu, 1325 em đang mặc họa tiết nền đen lá vàng nha. Size nào cũng có, dưới 65 kg mặc vừa. Váy hoa hồng đằng sau, hoa hồng. À cái hoa hồng đó form nó bé xíu à chị ơi. Nếu mà chị thích hoa hồng á, để có gì em đưa cho chị coi mấy cái hoa hồng khác, chị coi thử có ưng không. Chứ cái váy lụa pháp này nè,
Phone nó bé xíu à, em còn XL đó, nhưng mà cỡ 50, 55 thôi, chứ cỡ 60 là vô không được rồi. Hoa hồng nó bé lắm chị yêu nha. Nè, phải chị hỏi cái hoa hồng này không? Em này là lụa Pháp nè, form rất bé, phải tăng lên một size mới vừa. Thì chị nào dưới 55 thôi. Em có 3 size là ML, XL, mà XL đo được có cỡ 55kg hả. Đó, như là các chị lưu ý nha. Mua lụa Pháp này nhớ tăng size cho em nè. Bữa giờ có nhiều chị khách em livestream em giới thiệu rõ lắm là cái này form nhỏ nhớ tăng size, mà không hiểu sao mấy chị khách không có tăng size, đến cuối cùng mặt lại bị trợt. Đó, thì đổi thì em vẫn đổi cho khách được á, nhưng mà nó mất thời gian của mình, gửi qua gửi lại nó mất thời gian, nó mất tiền ship nữa. Nên là các chị nhớ nghe em tư vấn coi là form nó bự hay nó nhỏ nha. Em mặc thì full size nè, cái của em thì size bình thường ha. Đó, giờ mua size nào thì cứ mua size đó, mẫu của em nha, size chuẩn. Em này form bé, chắc may bị lộ size hay sao á. 55kg độ về cho em thôi. Chị thích hoa hồng thì em có cái mẫu này, chị có ưng không? Đây, em hoa hồng này chị ưng không? Hoa hồng này thì còn size XL, ML, XL nè. Một là em hoa hồng này, hai là cái hoa hồng mà đâu rồi ta? Em nhớ coi, em có tới mấy cái hoa hồng lận rồi. Em này là hoa hồng nha. Rồi cái mẫu này hoa nó cũng hồng hồng đỏ đỏ cổ sắn nè. Mẫu này cũng mới về nè chị. Em này là hoa hồng cổ sắn nha. Còn em này là hoa hồng mà, hoa hồng gọi là sao ta? Hoa hồng, mẫu này em hay gọi nó là nền đen hoa hồng thôi. Còn em này là hoa hồng cổ sắn mới về. Đó, không thì em có cái mẫu này cũng cái hoa màu hồng hồng, và nó có một cái sợi dây thắt ở trên cổ áo nè. Mình có thể thắt một nấc như thế này hoặc là thắt cái nơ vào cũng rất là xinh với chị. Đây, gọi là hoa hồng mà hoa hồng nơ cổ đi ha. Đó, em có mấy mẫu hoa này thì ok hơn nè. Còn cái kia thì em sợ không vừa nha. Rồi mẫu của em đang mặc đây full size cả nhà ơi, chị nào đặt cũng có đơn, 65kg độ về, chỉ có 150 thôi, 149.000 đồng. Nhưng mà nhớ chia sẻ like cho em nha. Trước đây chị Hà Vinh 1325 nè. Em chào chị Lan Phương ạ. Em chào chị Tha Phạm luôn nha. 149k mẫu này. 149k, size 40-65kg mặc vừa. Shop cho tôi coi mẫu cổ có thun. À, cái đồng mà đây nè, mẫu này bỏ hôm, bo thun. Mặc được hai kiểu, một là bệt vai, hai là cổ thuyền. Em có hai màu chị yêu ơi, chị thích màu nào? Hai màu. Shop có hai màu luôn. Mẫu này là hoa nhí. Đây là hoa nhí, còn em này là dạng bảy màu đi ha. Em này là bảy màu, em này hoa nhí nè. Mình 55kg hả chị Tường Vi? 55kg. 55 thì ok đó. Mẫu này em size 99 nè. Cái mẫu này 55 được nha. Hôm nay 10 đơn đầu tiên chút trong cái like này. Nhưng mà khoan, em coi lượt chia sẻ đã chưa? Mới có 16 lượt và 14 lượt nữa. Từ mốc 30 lượt chia sẻ, em sẽ mặc cái đầm này size 99k. Còn bây giờ thì nó vẫn là 140 như bình thường nha. Vậy này các chị muốn em chốt 140 hay là chốt 99? Đầm này các chị muốn mua 99k hay muốn mua 140 đây? Mua 140 thì bây giờ em mặc liền ha, thì chốt liền giờ là 140 nè. Còn mà lượt chia sẻ của mình cái mốc 30 lượt, em sẽ chốt 10 chị đầu tiên với giá tiền 99k. Đó, cho mấy chị chọn luôn hai giá, trong like của em chúc hai giá luôn, 140 hoặc 99. Giờ lượt chia sẻ là chưa có đủ rồi, mới có 16 lượt hả, em chưa mặc cái này 99k được đâu. Giờ đặt liền thì em chúc 140 nha. Hay là muốn mua 140 thì giờ chia sẻ cho em 3 lượt em chúc 140 luôn. Còn mà lượt chia sẻ cá mốc 30 thì em chúc này 99k. Đây mẫu này 99k nha, trừ khi nào lượt chia sẻ đủ mốc nha. Còn bây giờ em chưa có mặc. Rồi mẫu này thì em sale với giá tiền là 150, xong cho em chuyển mẫu ạ. Em qua cái bo thun cho mấy chị coi. Mặc cái đầm cổ ba thun, mặc hai kiểu luôn à, cổ thuyền cũng được mà cổ bẹt vai cũng được ha. Đầm em mặc đây 149.000 đồng, đúng rồi. Đầm em mặc là chất lụa mango 149k, 65kg độ về cho em là vừa full size nha. Mặc váy hoa hồng hả chị? Mặc hết mấy cái đầm hoa màu hồng luôn hả? Hoa hồng đúng không? Thôi để em sẽ mặc thử cái đầm hoa hồng mà hoa hồng cổ sắn trước nha. Cái váy này nó mới về, nó full size nè. Rồi em mặc thử cái hoa hồng cổ sắn trước, xong rồi em sẽ mặc cái đầm cổ ba thun cho mấy chị coi. Chờ lượt chia sẻ lên 30 đi, em sell cái đầm kia 99 nha. Giờ em chưa có mặc, giờ mặc mấy chị chốt là 140 á. Rồi, tại mấy chị biết sao không? Nhiều khách á, thì vô là chia sẻ rồi là đặt em chốt liền. Nhưng mà có vấn đề là nhiều chị chưa chia sẻ, cho nên là cái lượt chia sẻ mình rất là ít luôn. Có mấy chị khách like nào đặt cũng được hàng sale, nhưng mà có những chị like nào đặt không có hàng.
đặt hoài không thấy chốt. Xong rồi nói shop em là shop này livestream cho vui sao á, chứ đặt hàng có thấy bán đâu. Trời ơi, em khổ dễ sợ luôn á. Livestream là để bán hàng á mấy chị, nhưng mà lượt chia sẻ mình nó phải có nè, rồi đặt đúng giúp em nha. Chứ nhiều chị vô chỉ có để lại cái số điện thoại không, hoặc là có cái mã không hạt thì em đâu có lên đơn được đâu. Rồi đây, hoa hồng. Hoa hồng cổ xoắn mẫu này em mới về luôn. Tay phồng, đây tay phồng cao luôn á. Rồi, đầm hoa hồng cổ xoắn các chị nha. Mẫu này là 1359. Giá thì 249.000 đồng cho em. 1359 kèm số điện thoại 249k. Được cái này full size mấy chị, mới về 1359 nè. Full size từ 40 tới 65 kg nha. Chị nào lấy thì em chốt đơn 249.000 đồng. 1359 kèm số điện thoại, dài cũng vừa tầm phụ gối. Em cao mét 6 là mặc phụ gối rồi nè. Đó, mẫu này đơn giản dễ mặc ha. Chị nào ưng thì cứ đặt hàng cho em. Có mấy cái caro nữa nè. Ngoài hoa ra thì bên shop em còn có đầm trơn, đầm caro, đầm kim tuyến lấp lánh cũng có nữa nha. Đây, đầm đi tiệc lấp lánh. Cái mẫu này là mấy chị là nó bẹt vai á, móc không có ra được cái form. Đây nè, phải mặc lên mới thấy. Em móc đỡ nha. Mấy chị coi cái màu trước đi. Kim tuyến màu bạc hay bạch kim nè. Đó, móc đỡ nha. Còn mặc lên mấy chị sẽ coi form sau. Rồi, em mặc là 249 ạ, full size luôn. Nhà em size M là size nhỏ nhất. Chị Hiền Đào ơi, chị bao nhiêu ký ạ? Cỡ tầm 40 tới 50 là size M như em á chị Hiền Đào. Còn không thì em có mấy cái mẫu này nè, form bé xíu à. Chị mua cái này size M là chị mặc vừa luôn á. Cái này size M cỡ được 40-45kg là ok đẹp nha. Mẫu này form bé. Rồi, mẫu này form bé nè. Size M này là tương đương với size S mấy chị khách hay hỏi á. Một là cái này form bé, hai là cái lụa pháp nào chuẩn bị size 99. Cái mẫu này em chưa mặc, khi nào mặc mới tính đơn nha. Đầm này em đang chuẩn bị size 99k, form bé luôn. Hai cái này là chị mặc ok đẹp nè chị. Size S đúng không? Size S cỡ 40-45kg không? Hai mẫu này cho em ok có hàng, form nhỏ. Hoặc là ren đen. Đây, em ren đen này cũng form nhỏ nè. Em cho mấy chị coi vài cái mẫu form nhỏ của nhà em ha. Nói chung này tự nhiên có mấy mẫu form nó bị bé xíu á, khách phải tăng size mới mặc vừa. Hoặc là mấy cái đầm sơ mi nha. Em có đầm sơ mi nữa, form cũng nhỏ luôn. Rồi, rồi bây giờ trước tiên mẫu này của em đi, 249k đi. 249k mẫu của em nè, mã số là 1359. 1359 kèm số điện thoại cho em, 249.000 đồng, full size, có túi hai bên luôn. Này cũng là chất lụa bango nha. Chị Huệ lấy 1359, ok. Này cổ xoắn nha các chị, em mặc nè. Dạng đầm xòe, chất lụa cổ xoắn nha. Lưu chia sẻ tới đâu rồi nè, em chuẩn bị. Chờ em chờ, nhiều khi em chờ mặc đồng sale hơn, xúc ruột hơn mấy chị luôn á, mà không thấy chia sẻ gì hết trơn hả. Đây, em chào chị Luna nha. Lượt chia sẻ mới có 19 lượt hả mấy chị yêu ơi, 30 lượt cho em. Giờ mỗi chị chia sẻ thêm vài lượt, hoặc chị nào mới vô thì cũng nhất định phải có chia sẻ. Tại vì mình đặt hàng, mà bên em chút nữa bên em kiểm tra. Ví dụ như mình đặt cái đầm này đầm kia, xong rồi bên em gọi điện thoại tới kiểm tra cái lượt chia sẻ, thấy mình chưa có chia sẻ lượt nào, đơn cũng không có tính nha, là không có chốt nha. Mình đặt 5 cái, 10 cái mà không có chia sẻ em cũng chốt đơn được đâu. Không thì em chốt cái giá cao hơn. Cái này chia sẻ 250, không chia sẻ 350 giúp em, là hơn 100k nha mấy chị nha. Chị Hà Lê, mẫu này xem 249, 249.000 đồng cho em. Rồi bây giờ em sẽ qua cái đầm ba thun, nãy có chị khách hỏi. Ba thun phần cổ áo này mặc được ba kiểu luôn. Các chị có thể mặc ba kiểu luôn ha. Một là mình mặc bệt vai, hai là lệch vai một bên, và thứ ba là cổ thuyền. Cổ thuyền thì dành cho chị nào mình không thích hở, mình thích kín đáo thì mặc cổ thuyền nha. Đây hoa nhí nè, đầm hoa nhí bệt vai nha. Em gọi vậy là để phân biệt thôi, để phân biệt với mấy cái đầm hoa nhí khác thôi. Chứ mẫu này không nhất thiết là mặc vô là các chị phải chỉnh nó bệt vai đâu. Mình mặc cổ thuyền như vậy cũng được nè. Đây mấy chị, tại em hay gọi nó là hoa nhí bệt vai để phân biệt với vài cái hoa nhí khác. Hoa nhí đợt này cũng mấy mẫu lận ha. Rồi đây mẫu này. Rồi em đang mặc là cổ thuyền mấy chị nha. Em đang mặc là cổ thuyền nè. Hôm nay sale với giá tiền 249k. Rồi cái này hết 2x rồi. Mẫu đang mặc em còn 3 size là 60kg độ về. 60kg độ về cho em. Chị Kim Ngân ơi, chị cho em xin số đo eo ạ. Tại vì cái số ký không á thì em cũng chưa có chọn size cho mình, chắc ăn được đâu nha. Nhiều chị á, hai chị cùng số ký mà nó khác số đo eo, hay là nó khác cái chiều cao thôi, là nó cũng ra hai cái size khác nhau rồi. Đó, đó là lý do mà vì sao khách cho
cho em bổ số ký không là em cũng chưa có chắc ăn dám chốt đơn đâu. Em còn phải tư vấn thêm chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng. Đầm này 249k, 249.000 đồng. Đây, chị nào hồi nãy hỏi em đầm của Ba Thung đâu ạ? Rồi, thứ nhất là cổ thuyền như vậy đúng không? Thứ hai nữa là các chị có thể mặc lệch vai một bên, nói chung là tùy nha. Không thì mình bệt vai hai bên như vậy luôn. Đối với chị nào khách trẻ trẻ chút xíu hoặc với chị trung niên cũng thích mặc cho nó trẻ ra luôn á, thì mặc bệt vai cho em. Tay cũng có nhúng thun nha. Rồi, phần tay áo cũng có nhúng thun và cái phần vai áo này cũng có nhúng thun luôn. Để mấy chị thấy không, có co giãn. Rồi, ai không thích hở, như vậy là hơi hở đúng không? Ai không thích hở mình mặc cổ thuyền cho em. Đây, như vậy nó kín kín hở hở cũng đẹp nè. 249.000 đồng nha, size ML XL. Mẫu này xinh quá mà hôm qua em hỏi không có size. Này ở chị, 60kg độ về nha. Ủa, khoan khoan để em kiểm tra coi, hôm qua em off. Không biết là ngày hôm qua nghĩ có mẫu nào lẽ size chưa nữa. Đợi em xíu nha, quên mất tiêu và kiểm tra số lượng luôn á. Nhiều khi có mấy cái đầm mới like mà cứ y y với chị, cứ nghĩ nó full size. Ai dè nó hết hồi nào cũng hay. Rồi còn ba size chị ơi, chị bao nhiêu ký? Chị Phương Thúy bao nhiêu ký hả? Mẫu này 60. Nếu mà chị trên 60 á thì không có, này hết rồi. Em còn 60 thôi. 60kg độ về cho em là vừa nha. Đuôi cá hoa nhí này dễ thương nè. Ở phía dưới mình nhìn kỹ giúp em, cái là đuôi cá vạt xéo nha. Đây nè, nó không có ngang mà nó xéo ha. Đằng trước xéo, đằng sau xéo ngược lại. Xéo 249k. À khoan, Line này chị nào chốt chia sẻ rồi nha. Ai chia sẻ cho em đủ 3 lượt rồi. 1386 các chị nha, chốt luôn 199. Giờ chị nào chia sẻ em chốt luôn 199k nha cả nhà. Tắt like các chị mua giáo bình thường. Còn đang live stream em đang phát trực tiếp 199k luôn. Đây, đang định bán 250 nhưng mà thôi. Line này hôm nay gọi là xả kho, phải xả hết luôn với chị nha. Ít nhiều dũng xả hết. 199k mẫu này luôn. 1386 hoa nhí nha cả nhà. Cổ này là bottom. Có thể mặc điều chỉnh được giúp em, mình thích hở nhiều thì mình kéo nó nhiều. Còn mình thích nó kín thì mình cứ kéo nó xịt vô là xong nha. Cái này là em vẫn đang hơi kéo thành cổ thuyền á. Chứ thật ra các chị mặc mình kéo nó xịt vô trong như vậy. Đó, nó cũng ra được cái cổ như vậy luôn nha. Sale với giá tiền là 199k. Rồi chị Hứa Quyên chốt 1386 nè. Dạ tay có bao thun chị. Đây, tay bao thun 1386 ML và size XL nha. Chốt 199 la này của em. Trong lúc em đứng đây em giới thiệu, ví dụ như em mặc 2 phút thì em sale 2 phút. Em mặc 3 phút thì chị cũng giới hạn trong thời gian đó. Bao nhiêu chị lên đơn trong khoảng thời gian đó thì em chốt. Còn khi em qua mẫu rồi thì không tính nha. Lỡ như mà mình vô mà em vừa thay cái đồng nó ra rồi chẳng hạn, cái mình muốn mua giá sale thì phải đợi chút nữa em mặc lại thì mới tính lại nữa nha, chứ không thôi là không tính được. Sale 199k mỗi này, tại hôm nay em sale lỗ vốn quá nè. 1386 đang bán 250 là đã sale rồi, nay chút rẻ hơn 50k xuống còn 199 luôn. Chị Nguyễn Phương lấy 1386 ok nha, sale 199 nè. Rồi 86 hoa nhí, chị Bích Trân chia sẻ like cho em chưa. Em mặc đây là vải cát thái nha cả nhà, hoa nhí nè, vải cát thái nè. Đây, mẫu này là em may vải cát thái, mặc siêu mát và không nhăn. Chị Hoa Phạm 86 XL nè. À, chị Thúy Nguyễn là 86 của em nè. Ok, ML XL nha. Ba size, chị nào rơi vào ba size này thì trời ơi, mừng quá này, chốt 199k. Còn chị nào mà 2X thì em không có hàng rồi, hết rồi. 1386 199k cho em, 1386. Lên nốt cái mẫu hoa hồng này em giới thiệu nha. Cái hoa hồng mà đây nè, cái hoa hồng có cái sợi dây trên cổ áo á. Mẫu này cũng dễ thương nè. Đây, em hoa hồng này siêu dễ thương luôn. Em mặc thử cho mấy chị coi. Cái dây này mình có thể là cột nơ hay cột một nấc gì cũng được. Tại vì em may là em may rờ như vậy. Hai các chị mình có thể cột nơ, cột nấc gì cũng ok, cũng đẹp. Rồi, hoa nhí của em nha. 1386 sale 199.000 đồng nha cả nhà. Trong thời gian em đứng đây giới thiệu thôi. Mà để nhanh thì em chỉ mặc đầm có mấy phút hả? Là em qua mẫu rồi. Để tranh thủ thời gian lên nhiều mẫu cho mấy chị lựa nha. Chị Trà My có đơn nè. Bởi vậy xem like của shop là mua sale giá rẻ. Còn mà tắt like rồi là nó về, nó hồi lại giá bình thường một đồng, nó hơn cỡ 5-70 hoặc 100-200 nha. Rồi đây, em này là 1387. Trùng hợp quá, 86 xong bây giờ mình tới 87 luôn. 1387 là cũng hoa màu hồng. Chị nào thích hoa hồng thì em có cái mẫu này. Rồi nhớ là chia sẻ cái mốc 30 chưa? Trời ơi, nãy giờ nhắc em. Em lên cái đầm 99. Đây để em xíu đi sau cái này. Em thấy là vừa tròn 30 lượt chia sẻ luôn. Chia sẻ càng nhiều thì em lên càng nhiều đầm sale ha. Giờ cứ
Bây giờ cứ lên năm lượt chia sẻ, em lên một cái đồng 99k nữa được không? Giờ 30 phải không? Sau cái này lên một cái 99. Xong rồi cứ 35 hoặc là 40, 45, 50 gì đó. Nói chung cứ tăng năm lượt chia sẻ, em sẽ lên thêm một cái đồng 99k. Đó, size thì hên xui, có cái size bé, cái size lớn nha. Rồi, bây giờ đồng này sale trước nha, 1387 nè. 1387 kèm số điện thoại cho em. Chất lụa luôn. Đây cái dây trên cổ áo em chỉ có may nó như vậy thôi ha, em chưa có đính liền gì hết trơn á. Giờ mình có thể thắt một nấc như vậy, chị nào thấy thắt nơ nó trẻ thì mình thắt một nấc thôi đó, cũng dễ thương, có cái kiểu trên này. Còn ai thích trẻ trung hơn thì thắt cái nơ trên này cho em. Đây, chị nào gu bánh bèo dễ thương thì mình thắt cái nơ trên này cho em nha, cũng rất là xinh xắn luôn đó. Hôm nay chốt sale với giá tiền. Cho cái nơm này em cột nó bị sao vậy ta? Rồi hôm nay chốt sale với giá tiền chỉ có là 229.000 đồng, em nhầm nha, để em xíu thắt cái nơ cho nó đẹp đẹp cái đã. Rồi 229k bộ này của em. Đây cột cái nơ xinh xinh trên này cho em nha, vừa bông bi vừa bông hồng hồng nè. Đó túi thì một bên nha, sale với giá tiền là 229, còn full size 65 kg độ về cho em là vừa nha cả nhà. 65 kg độ về cho em là vừa bộ này. Cái này và túi, cái túi nào cho nó nổi nổi hơn một chút xíu. Đó, 65 kg độ về cho em nha. Sale 229.000 đồng thôi. Đầm mới full size luôn, ML, XL và 2X. Chị nào dưới 60 kg, à dưới 65 kg thì mình cứ đặt cho em nha. À, quận Tân Bình, à chị Vinh Vũ Tân Bình, Tân Bình cũng lẹ lắm, cỡ chắc ngày mai hoặc là ngày mốt là chị có hàng rồi. Nói chung thành phố là em hẹn khách từ 1 đến 2 hôm, thường á là một hôm thôi, nhưng mà vẫn có một số nơi kiểu như hơi xa hoặc là có vấn đề shipper người ta bị kẹt hàng gì đó thì cỡ 2 ngày ha. Còn nếu có chị thành phố mà cần gấp nha, nhắn tin cho em book Grab em giao qua cho mình luôn, thì tầm vài chục phút là các chị đã nhận hàng nếu các chị cần gấp. Ví dụ trưa nay đi đám tiệc, tối nay đi đám tiệc mà sáng nay mới biết shop mới mua đồ thì coi như là em book Grab em giao qua luôn nha. Rồi chị Liên Trần có đơn, đây chị em đang thắt nơ nè. Còn mình không thắt nơ thì mình thắt một nấc giống vừa rồi đây nha. Mình không thắt nơ thì mình thắt một nấc như vậy, cái này em chưa thắt luôn. Đó, mặt sau là em giao vậy nha các chị nha. Đây, mà sao do vậy y chang em mặc có khác gì đâu. Sale còn 229 nè. À, chị Thoa Phạm Tân Kiển quận 7 hả? Trời ơi, sát bên đây luôn á. Tính ra chị Thoa Phạm là sát dách luôn á. Em cũng ở quận 7 nè. Bên chị Thoa Phạm ở Trần Xuân Soạn hả? Vậy gần nhà em luôn á. Rồi, ok, chị Tha Phạm thì chắc gần nè, chắc cỡ trầm chiều cũng có, hoặc là ngày mai là cũng đã có hàng rồi nha. Rồi, em mặc 229k, 1387 229.000 đồng. Mẫu này em có full size nha, chị Cẩm Tú à, chị bao nhiêu ký ạ? À? Đầm này dưới 65 là mặc vừa cho em nè, ha, này nhẹ nhàng, dễ thương ha. Nền đen, vừa bông bi dễ thương nè, vừa có bông hồng to to đây nữa. Sale còn 229.000 đồng cho em nha. À, chị Bích Trần phải 2X, thấy mẫu này được không chị? Cái này full size nè, 65 kg độ về cho em nha. À, chị Hà Anh 1861 Maxi. Maxi thì em chưa có mặc nha. Maxi thì đợi em một chút xíu nữa nha. Maxi line này em chưa có mặc. Phải chị đặt cái 36 không ta? Tại vì shop đang có một cái Maxi thôi, chưa có về thêm. Đây nè, em mới có cái Maxi này thôi, chưa về thêm Maxi mới. Mẫu này đúng không chị? Đúng thì chút xíu em giới thiệu luôn. Maxi này cũng đang sale có 199 à, rẻ lắm, dài thước tha vậy chứ có 199k thôi. Rồi bây giờ em đang mặc đây là mã số 13. Mấy cái này tối quá để em trưng cái nào cho nó sáng sáng hơn xíu nha, cho mấy chị nhìn cho nó dễ. Đó. Rồi trưng cái hoa nó sáng sáng hơn chút đi. Em đang mặc đây là 1387 cái chị nha, hoa này là 1387 sale 229.000 đồng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Alo. Ok em để em xíu nha. Rồi. Đợi em chút cái chị yêu nha. Mẫu đang mặc đây là. Em có dưới nhà không Mai? Alo, em dưới nhà hay trên kho? Ở dưới nhà lấy em chỉ cái đơn không đồng trước chứ, không đồng nha, không trả tiền nha. Không.
Đây là 1387 các chị nha, 229.000 đồng nha các chị, 229k. Size từ 40 cho tới 65 kg là mặc vừa luôn. 86 chị Tha Phạm XL. 86. À ok Hoa Nhí. Rồi bây giờ em sẽ qua một em váy khác 64 mặc chật. Rồi ok chị Tha Phạm. Cái đầm đó luôn á, chị khách nào mà không có tăng size là em đảm bảo với chị mặc không có được, tại vì form nó rất là bé. Thôi bây giờ em mặc qua cái đầm 99k nè. Đây, hồi nãy em có hứa với các chị là lên được lên 36 rồi hả? Rồi ok, mặc cái này 99 trước nha. Rồi, đây lên một em đầm này 99k. Mẫu này là chị nào dưới 55 kg là phải chốt liền nha. Đầm này mà trên 55 á là không có hàng, em hết rồi, form nó bé. Nhưng mà dưới 55 thì mình đặt cho em. Ví dụ như chị nào trên 55 thì chúc em kiếm cho mình cái 99 khác nha. Còn nhiều 99 lắm, yên tâm. Rồi đây, mẫu này size 99k luôn, 10 đơn nha. Cái này là em đang bán 140 á, là đã lỗ lắm rồi. Cho nên là line này em chỉ lấy được cho 10 đơn thôi nha. Line này em chỉ để dành được cho 10 đơn đầu tiên. Chị nào đặt thì em chúc 99.000 đồng. Đây là coi như chị nào quyết đoán ha. Mình xem line thì quyết đoán với chị. Mình chần chờ lâu quá là cái lượt sale đó là dành cho chị khác mất tiêu rồi ha. Xem live stream với chị đặt hàng phải nhanh lên. Tại vì live stream có thời gian mà, mỗi đầm có mấy phút ha. Em mặc 99k nha, chốt luôn 10 đơn đầu tiên 1364 dưới 55kg độ về cho em là vừa nha cả nhà. Dưới 55kg chốt luôn 99.000 đồng. 99.000 đồng, chị nào lấy lên đơn cho em 1364, chỉ chốt cho 10 chị thôi. 10 đơn đầu tiên thôi nha, chị nào đặt chậm là hết nè. Em không có chốt nhiều 99k cho nhiều chị được đâu. Cái này còn hàng nhưng mà cái giá này là nó quá âm vốn đi. Nó quá âm vốn đi, em không có chốt nhiều được nha. Chị nào đặt nhanh, shop chốt đơn 99.000 đồng. Em chào chị Hứa Quyên ạ, à. Mẫu này đẹp lắm, mấy chị khỏi lo. Ở đây nè, có con gái nữa nè. Đây, mấy chị nào khách mới á, mình yên tâm là hàng bên shop mặt sau là shop giao như vậy nha. Chứ không có khác gì hết trơn á. Để em cho các chị coi ở phía trên kệ, đó mấy chị thấy xa xa cái màu, cái kệ ở giữa không? Đấy, cái đây em đang chỉ nè, cái đó là mẫu em đang mặc luôn ha. Một góc như đó nha, em còn nhiêu đó đó. Em còn một góc đó là đầm này nè. Cho nên em sale cho 10 chị đầu tiên bây giờ giá 99.000 đồng. Nó cũng không có còn nhiều đâu. Góc đó chắc cỡ tầm mỗi size được thêm vài chục cái nè. 55kg độ về cho em nha, 99.000 đồng, 10 đơn đầu tiên. Rồi bây giờ ai đây ta, để em coi. Chị Như Huỳnh chia sẻ chưa ạ? 3 lần chia sẻ mới có đơn này nha. Này lưu ý giúp em nè. Em nói là 30 lượt chia sẻ là tổng thể ở đây. Còn lượt chia sẻ của riêng từng chị á, là mình xem like, mình phải có 3 lượt chia sẻ mới tính. Rồi em tính ra shop em dễ quá trời. Mấy shop khác em thấy nha, 10 lượt chia sẻ, 15 lượt chia sẻ, 20 lượt chia sẻ, người ta mới sale cho mấy chị được bao nhiêu phần trăm? 10% ha. Còn đây em bán cái đầm có 99.000 đồng mà em lấy được có 3 lượt chia sẻ của khách thôi đó. 3 lượt chia sẻ nha, 1 lượt không tính nha, 3 lượt cho em chút 99k. 1364 kèm số điện thoại chị Lê Tuyền, size F. Đây cái này, đặt cái này cho em. Cái mẫu đề phong nó bé nha. Mẫu này form nó bé các chị yêu nha. Cho nên là size M mẫu này nó tương đương với chị khách hay hỏi size S á, có 40kg á, 40-45. Các chị đặt cho em size M 48-50 rồi á là lên size L cho em. 55 là mặc size XL luôn. Đây XL này mấy chị, mà cái form nó nhỏ như vậy nè. XL này mà form nó nhỏ xíu à nha. Còn em đang mặc là size L luôn á. Em 51kg là đang mặc size L nó mới vừa nè. Chứ size M là em mặc không vừa luôn. Form rất là bé. 99.000 đồng. Dưới 55kg mặc vừa và nhớ tăng lên một size so với bình thường cho em. Hoặc các chị khách mới mình chưa có biết mặc size nào của nhà em, thì mình cho em là chiều cao, cân nặng và cả số đo 3 vòng để các bạn em chọn size. 99.000 đồng. Chị Kim Tiền ok 2 đơn, còn 8 chị nữa. Chị Châu Trên lấy mã số 1364. 7 đơn nữa nha, 7 đơn nữa thôi em không có chốt 99k được nha. 7 đơn cuối cùng sale 99.000 đồng. Còn chị nào đặt chậm thì shop sẽ quay về giá bình thường ha. 140, 190, nói chung là tùy nha, tùy livestream của em. Live này 10 chị đầu tiên 99.000 đồng, còn 7 chị nữa đó. Chị Yến Hồ 1364 99k nè, chị Tuyết Trinh 1364 5 đơn nữa cho em. À, chị Nguyễn Hằng 49kg chị vừa không? Vừa, chị có đặt thì lên đơn sớm giúp em còn 5 đơn nữa thôi. Còn 5 đơn nữa thôi chút 99. Vẫn còn hàng nhưng mà 5 đơn nữa đặt thì em chút 99k. Còn lại các chị mua thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. 1364 nha cả nhà ơi, 1364. 5 đơn cuối cùng chút 99.000 đồng. Rồi này em nói mặc tới cái gì ta? À, hình như là cái maxi mà không? Khách hỏi cái maxi đúng không? Nhiều khi mấy chị hỏi tới mẫu nào mà em có quên á thì mấy chị nhắc lại em để em mặc cho mình coi nha.
Chị Nguyễn Ngọc lấy 1364. Rồi ok 4 đơn nữa nha. Em qua mẫu nhưng mà vẫn còn 4 đơn. Các chị nhớ nhanh tay đặt sớm trước khi em tắt like nha cả nhà. Chia sẻ 3 lần nha. Còn 4 chị nữa đó, tranh thủ đặt giúp em. Đây, tại vì em không có đứng lâu, em chờ mình đặt xong được, em phải qua mẫu khác nữa. 4 chị nữa nha, và cái 1364 vẫn còn 4 đơn, 99.000 đồng á. Đây bây giờ em sẽ qua cái đầm maxi đi, dài thước tha luôn. Mà mấy chị coi thử nè, có 199 nè. Cái đầm nó dài đẹp như vậy, 199k nè. Em qua mét 6 là nó gần tới cổ chân luôn rồi ha. Đây 1336 nha. À, chị Linh Lê chị có chưa em? Có chuyên viên nào gọi cho chị chưa? Hay là chị chia sẻ chưa? Chút nữa bên em kiểm tra được chia sẻ nữa đó. Chứ không phải là em đọc tên là em chốt liền nha. Đọc tên em chỉ mới có xác nhận đơn là em em thấy chị này đạt, mình không có bị ẩn comment. Chứ không phải đọc tên là em đã chốt đâu. Nhiều chị đợi thấy em đọc tên xong chờ hoài mấy ngày chưa thấy chốt đơn, kiểm tra là do thiếu thiếu cái lượt chia sẻ nè. Em đứng đây em đâu có kiểm tra riêng đường chị đâu. Em nhìn cái tên trước trước tiên là em thấy có cái chữ là đã chia sẻ là em mới chắc ăn 50% thôi. Chị Mai Thanh 64 nè, còn ba chị nữa nha. Chị Mai Thanh chia sẻ chưa ạ? Sao trên tên mình không có thấy ghi là người chia sẻ nè? Thường khách mà chia sẻ rồi á, là trên cái tên nó sẽ ghi người chia sẻ. Thì các bạn chốt đơn sẽ dựa vào đó và ưu tiên chốt cho những chị đó trước nha. Rồi em đang mặc đây 1336. 1336 các chị yêu nha, 1336. Sale với giá tiền chỉ có là 199. 3 lần chia sẻ cho em mẫu này. Mẫu này em chốt luôn 199k nè. Đây mẫu này 1336. Ủa, giá mất tiền. 1336 các chị yêu nha. Đây nè chị Vùng Minh Thủy thì mấy chị thấy không? Chia sẻ rồi nè, chị ghi là DZ nhưng mà phía trên là có cái chữ là người chia sẻ là ok. Đó là bây giờ chị Thùy có đặt mẫu nào thì các bạn bên em sẽ ưu tiên chốt cho chị Thùy luôn. Lên đơn một cái là em chốt liền. Còn những chị nào mà cái tên của mình nó chưa có hiện lên á, nó chưa có hiện cái huy hiệu như chị Mai Thanh nè, là các bạn sẽ còn chốt những chị khách trước xong rồi mới kiểm tra tới mình nha. Đây là ưu tiên khách nào chia sẻ chốt đơn trước là vậy. Chị Thư Trương ơi, đồng này xe 199k, 199.000 đồng, 1336 maxi. Mấy chị nhìn thấy cái đồng dài như vậy, mấy chỗ khác mà bán chắc không dưới 5-700 đồng. Em bán có 199k thôi đó, nghe không nhầm luôn ha, 199.000 đồng. Đây, đi chơi, đi tiệc, mặc cũng đều đẹp luôn. Xe 199, size M, L, XL và 2X4 size luôn. 65kg độ về cho em. Mặc cái kim tuyến treo ở cái dưới cái da đó em, cái phía cuối đó. À, cái này là body. Rồi ok, cái này là đầm body. Ui trời, đầm body đi tiệc nha, body đuôi cá. Kim tuyến lấp lánh này là phù hợp đi tiệc nhất luôn á. Ok, để em xíu nha, sau cái này đi mặc cho chị coi. Người mẫu của em đang mặc đây là 1336 nha. 1336 xe 199. 199.000 đồng, size ML, XL và 2X nha. Mình sẽ gửi trong địa chỉ của shop sau nha. À ok, các chị lưu ý giúp em nè, địa chỉ nhà đó nha. Địa chỉ nhà thì mình có thể là nhắn tin riêng cho em để bảo mật thông tin của mình, tránh trường hợp là bị lộ thông tin của khách. Thì các chị lưu ý giúp em là riêng cái phần địa chỉ các chị nhắn tin giúp em nha. Là chỉ có nhân viên nhà em thấy thôi. Còn mình comment ở đây thì không chỉ em mà mọi người đều thấy cái địa chỉ của mình. Đây là tranh thủ các chị nhắn tin riêng cái địa chỉ giúp em là nhanh gọn lẹ luôn ha. Rồi chị Hồng Nhung có đơn ạ. Chị 53kg đặt 1336 nhà shop. Ok chị yêu luôn. Chia sẻ nha, 3 lần mới chốt 199. Còn không thôi là em đang bán cái này 350 á. Chị Đỗ Nhàn 1336 xe 199k. Rồi 65kg hả chị, cho em xin vòng eo luôn. Tại vì 65 á, ôi trời, là nó rơi vô cái size lớn nhất của nhà em. Mà cái mẫu này thì nó không có co giãn, thành ra là đầm này eo dưới 84 mới vừa nha. Mẫu này eo trên 84 là em không vừa. Nhưng mà em thấy chị cao tới 1m65 lận, cũng khá là cao ha. Cho nên là chắc có thể vừa. Chắc anh cứ cho em xin số đo vòng eo nha. Rồi đầm này sale giá 199.000 đồng, 1336. 1336 kèm số điện thoại cho em. Em lên cái đầm kim tuyến xong rồi em sẽ mặc một cái đầm 99k nha. Em thấy mấy chị chia sẻ cũng đủ lượt để lên thêm một cái 99 rồi đó. Đây, đây mặc theo yêu cầu trước. Mấy chị muốn em mặc cái nào tiếp theo thì cứ comment ở phía dưới nha cả nhà. Em sẽ mặc đồ theo yêu cầu. Đây, đầm kim tuyến body. Đây là, ủa mãi gì mất tiêu. Hình như là 1356. Rớt mất tiêu mã rồi. 1356. Đợi em chút nha, cái này cổ bẹt vai để em chỉnh đằng xíu.
Rồi. Cái lằn này là cái quần jean bên trong của em chứ không phải cái đầm nó bị lằn vậy nha mấy chị nha. Em mặc một bộ đồ ngắn bên trong á để thay đồ cho mấy chị cho nó nhanh á, nên là nhiều khi mình thấy nó có những cái ngấn nè, ví dụ như cái ngấn ngang đây là cái quần bên trong của em nha. Rồi, hôm nay chốt sale cái đầm này luôn với giá tiền chỉ có là hai trăm chín mươi chín nghìn đồng thôi ha. Đai kim tuyến nha các chị, và có đính đá ở đây nữa nè. Đó, mẫu này là bẹt vai, đầm này đi tiệc cho em ạ. 1356 1356, để em coi size nhiêu đây. 1356 hôm nay còn ok, vẫn còn, nhưng mà cái phong này em thấy là nó cũng hơi ôm á, nó cũng khá là ôm. Thì cái chị tầm 60 62 mặc cho em để đẹp và thoải mái nha. Vừa thì 62 ký đi cho nó thoải mái, tại nhiều khi mặc vừa mà nó ôm quá thì nó cũng cũng không có được. Ví dụ các chị đi tiệc á, mình diện cái đầm đi tiệc mình chưa kịp ăn mà nó ôm quá rồi, cho nên là thôi để trừ hao đẹp nhưng mà cũng phải thoải mái á, thì tầm 62 ký độ về cho em nha là ok. 1356 1356 là body đuôi cá, này là kim tuyến nha các chị, đầm kim tuyến đó, dáng body kim tuyến nha mấy chị ha, lên form chuẩn form cho mấy chị luôn, sale luôn 299.000 đồng. 1356 kèm số điện thoại cho em, body chất liệu ánh kim co giãn. 1356 tủa. Rồi, 299k. 1356 299k nha cả nhà ơi. Nhớ là kèm theo cho em được chia sẻ nha. Size M, size L, XL và 2X, 4 size lận. Nhưng mà do form body nè nên là em cũng không có dám trừ hao nhiều ha. Cỡ tầm 60 ký là mặc đẹp thoải mái luôn. Còn tầm 65 á, còn tầm 65 thì cái chị à quê 62 là cái chị mặc nó sẽ là vừa ôm luôn nha. Hôm nay sale với giá tiền chỉ có là 299k nha cả nhà ơi, body kim tuyến nè, cái cổ này là cổ đỗ. Trường hợp mấy chị mình sợ hơi hở, mình không thích thì mình có thể sắn cái tay lên như vậy cho em. Đây là em ví dụ những chị nào không thích, không không mặc hở quen thì mình kéo cái tay chỉnh lên như vậy. Đó, nó sẽ thành kiểu như là có tay ha. Đây nó sẽ thành có tay như vậy, nó bớt hở hơn nè. 299.000 đồng cho em nha, 299k. 1356 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Atashi kim tuyến nha, xe còn 299. Chị nhàn đổ số to nhất, ok chị yêu luôn. Rồi, bây giờ sau cái này đợi em chút nha, sau cái này em lên cái 99 để em nghĩ em sẽ mặc cái nào. Full size nha, hồi nãy em mặc 99 lẻ size đúng không? Giờ lên 99 full size chơi. Đó, cho chị nào đặt cũng được luôn. Sợ mấy chị mua rồi chứ. Đầm bữa giờ sale dữ dội quá, khách mua muốn hết trơn cái xào đồ nhà em luôn rồi đó. Đầm em mặc là 299.000 đồng nha, 299k, size ML, XL và 2X luôn. Rồi 60-62 kg độ về cho em là được. Form này là ôm body nha các chị, dáng đầm ôm body nha, khóa đằng sau lưng của em nè. Rồi, chị nào lấy thì shop chốt đơn luôn là 299.000 đồng. 1356, đúng là cái kiểu tay nó phải bẹt vai như vậy nó mới đẹp nè. Đây, cái kiểu tay bẹt vai như vậy mới đẹp nè. Còn chị nào mà trên á, chị nào không thích hở thì kéo cái tay lên một chút xíu. Còn đúng là mặc bẹt vai như vậy cho em nha. Hôm nay sale với giá tiền là 299k. Chị nào lấy thì lên đơn giúp em nha. 1356 kèm số điện thoại. 1356, chị Hạnh đang chốt 1356 luôn. Rồi, tiếp tục bây giờ em sẽ qua cho mình xem thêm một cái đầm khác nữa. Ui, 13, rồi. Khoan đợi em xíu nha. Rồi, mẫu đang mặc là 1356 các chị yêu nha, 299.000 đồng cho em, 299k. Size này là size full size nha các chị, full size ML, XL và 2X nha. Chị nào lấy thì cứ đặt hàng, chút nữa có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn cho mình sau nha. Rồi, đây em lên đầm size 99 nè. Đó, mình cứ chia sẻ cho em cái móc lẹm lên, cứ đủ móc lẹm lên thôi, hàng đơn giản lắm. Đầm này sale 99k nha, tương tác nha các chị ơi, chấm bài cho em. Chấm bài tương tác với lại chia sẻ cho em nha, để em có thể lên được nhiều hàng sale cho mấy chị hơn. Rồi, đây mẫu này của em. Cổ này kính nè, cổ cao nè, dam chưa kéo hết khóa đằng sau á, chứ nó còn cao hơn nữa nha. Rồi, đây một em váy 99.000 đồng, mà đẹp không? Full size luôn. Rồi bây giờ màu da của em nha, nó có xếp ly nha các chị, xếp ly hai bên hông eo vòng ra phía sau lưng ha. Đây nè, xếp ly hai bên hông vòng ra đằng sau luôn.
Đó, hôm nay thì em đang sale cái đầm này là 99.000 đồng á. Tắt like là không nhận đơn nha. Chị nào mà thấy em tắt like mà vô đặt cho chị cái đầm 99k là không có đâu. Qua trực tiếp shop em cũng không có giá này đâu, 99.000 đồng. Chỉ khi nào em bật like phát trực tiếp thôi. 99k mẫu này nha, 1375. 1375 là màu da nha các chị, màu da cổ màu trắng nè, phối Hàn Quốc. Mấy chị thấy cái cúc nó đẹp không? Trời ơi, siêu phẩm nhà em nè. Nhìn một cái là ưng liền luôn á mấy chị. Đẹp như thế này. Đây, đẹp như thế này mà shop sale 99.000 đồng. Mình nhìn từng cái đường may mỗi chị mấy chị xem nè. Đó, từng cái đường may thôi là biết hàng shop may kỹ như thế nào rồi. Xếp ly nha mấy chị, xếp từ eo nha, hai bên hông nha, vòng ra hết đằng sau, nên là khi các chị mặc nó sẽ ăn da được cái vòng ba cho mình. Đó, mà chất này cũng không nhăn luôn mấy chị. Cô tông lạnh 99.000 đồng. Này em bao giá 99k em bao giá cho mấy chị luôn. Màu da trước, màu da là 1375. Em cao mét 6, cái chị để ý là cái độ dài của váy trước nha, hơi trên gối chút xíu nè, nó vừa chấm đầu gối em thôi. Ở đây là em cao mét 6 nha các chị. Còn chị nào mét 4, mét 5 thì vẫn sẽ dài hơn chứ không có bị ngắn quá nha. Sale luôn 99k nè, chị Sally có nè. Đặt bây giờ thì em cho 99. Chúc em tắt like là em không nhận đơn nha. Sale 99.000 đồng bây giờ thôi. 1375, em mặc là 1375. Màu da 1375, tay dài ha, tay dài. Chị nào không thích thì mình có thể về nhà chỉnh sửa giúp em, nhưng mà thôi em thấy cái kiểu này tay dài nó đẹp nha, mình nên có nhiều đa dạng với chị. Tay ngắn thì em sẽ có kiểu khác, còn cái này là tay dài nha cả nhà ơi ha. Vừa nói hai, định nói hai trong mấy xong định xuống một trong mấy. 99.000 đồng like này của em, 99k. 1375 99k. Chị bé thì chúc 1375 ok luôn. 99k mẫu của em nha, đặt sớm để em chừa hàng chừa size giảm giá nè. Rồi đừng quên là lượt chia sẻ các chị yêu nha. 99.000 đồng, 1375 kèm số điện thoại cho em nha. Chúc gì em và chúc cô tông lạnh chị yêu ơi. Cho chị đầm này size 55kg nha shop. Rồi ok chị yêu nha, có size luôn 99k nha, chị có trong line này thôi. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Khóa đằng sau lưng, đằng sau em xếp hết nguyên ly đằng sau luôn đó chị. Nguyên cái vòng đằng sau nè, xếp ly nè ha. Từ hai bên hông eo nè, vòng ra đằng sau. Phía trước thì không có. Đây, phía trước thì em không có xếp ly. Cái khoảng này là không xếp ly. Còn lại từ đây ra đằng sau là có xếp ly đều hết luôn. Đó, xếp ly đều hết đằng sau luôn, mấy chị thấy đẹp không? Khóa phía sau nha. Dạ đúng rồi chị, đầm này không có tháo nút khi mà mình mặc đâu. Cái này em đâu có xẻ đâu mấy chị. Cái này em may là đính liền rồi nha. Cái này là may đính liền không có xẻ. Nút này em cũng chỉ đính cho nó đẹp thôi. Còn khi nào mặc là kéo khóa đằng sau cơ. Sale còn 99.000 đồng. Chị Liên Phạm lấy 1375. Đó, hứa là lên liền. Em thấy lượt chia sẻ cứ đủ là em lên 40 nè, lên 45 em lên thêm cái 99 nữa nha, giờ 40 mới tròn 40 hà. 45 là lên thêm cái 99k, 50 lên thêm cái 99k. Chị Thanh Hường ơi, đầm này sale 99.000 đồng nha chị yêu ơi. Đây là công sức nãy giờ mấy chị khách xem live từ đầu live đến bây giờ là đồng tâm chia sẻ. Còn chị nào mới vô, mình thấy cái đầm này 99 mình mua liền, nhưng mà mình không được chốt là nhớ kiểm tra lại. Thứ nhất, đặt đã đúng mã số chưa, số điện thoại có chưa, và cái lượt chia sẻ của mình đã có chưa nha. 3 lần chia sẻ 99.000 đồng, 1375 cho em. 1375 kèm số điện thoại cho em, xe 99k. Rồi bây giờ tiếp tục em chuyển mẫu. Lên một cái là hoa màu xanh. Em thích cái hoa này, nó lạ. Kiểu như hoa vàng, hoa đỏ nhiều rồi đúng không? Về cái hoa này nhìn rất là dễ thương như mấy chị luôn, hoa xanh ha. Ai cũng thích độc lạ thì có thể xem thử cái váy này nha. Rồi, em mặc là đang sale còn 99k nha cả nhà. Em chuẩn bị qua rồi đó. Em mà thay cái hàng này ra là không nhận đơn nữa nha. Chị nào mà vô trễ, đặt trễ là không có tính đơn đâu. Mẫu đang mặc 1375 99k. Chị Như Huỳnh ơi, chia sẻ chưa ạ? Em chưa có thấy cái tên mình nó hiện huy hiệu nè. Đó, như vậy là các bạn như em sẽ không có ưu tiên chốt cho mình trước nha. 99k mẫu em đang mặc 1375. Size 40-65, tính ra là full size luôn á, full size cho mấy chị luôn. 40-65kg mà em sale có 99.000 đồng hà. Khóa đằng sau lưng nha, độ dài thì vừa chấm gối. Em cao mét 6 là vừa chấm gối luôn. Rồi chị Thì Dương đó, em thấy đơn mình rồi. Có cái huy hiệu người chia sẻ là bên em ưu tiên chốt trước nha. Rồi đây qua mẫu, lên cái đầm von hoa màu xanh. Mẫu này em may dạng là suông, ôm suông chứ không phải xòe nha. Đây, ai thích dạng đầm xẻ tà thì em có cái mẫu này cho mình, xẻ tà hai bên. Rồi, cái đầm
lần này của em là sẽ tà hai bên nha các chị nha. Cái dáng này là may kiểu ôm suông, thành ra là các chị mình muốn mặc ôm nó cũng đẹp mà mình muốn mặc suông nó cũng đẹp luôn. Rồi chốt 199.000 đồng. Đây 1372 nha các chị nha, 1372. Em sale luôn là 99k cho mấy chị đây. À quên quên, 199k 100, à 1371 em nha, 1371, 199k. Rồi, đó size từ 40 cho tới cỡ tầm là 60 hoặc là 62kg. Để form ôm nha, form ôm 60-62kg độ về cho em nha, hoa màu xanh. Ở trong em có lót thôi chị, đầm vào này ở trong có lót nha, yên tâm. Rồi đầm em mặc bao nhiêu tiền? Đầm em mặc sale 179.000 đồng chị yêu ơi. Mẫu đang mặc sale 199k, 199.000 đồng cho em nha. 1375 kèm 1371, 1371 kèm số điện thoại, sale với giá tiền là 149k nha. Chị nào lấy thì cứ lên đơn cho 6 bạn. Chút xíu nữa có gì bên em liên lạc tư vấn size sau nha. Được tư vấn size trước khi giao hàng, nhưng mà các chị lưu ý, để mà chốt thứ nhất sale, thứ hai là chốt liền bây giờ luôn, nó có hàng đẹp giao tới liền luôn. Thì các chị nhớ đặt có mã số và giúp em. Em thấy nãy giờ đơn thiếu mã rất là nhiều. Như chị Bùi Hiền nè, đầm em mặc dùng đơn là chưa có được nha. Ghi giúp em 1371 dùng đơn. Đây phải có mã số, phải có số điện thoại và đừng quên cái lượt chia sẻ nha. Chị Tuyền Võ nè, chia sẻ chưa ạ? 3 lần mới tính đơn nha. 199 nè. Bình thường em bán là 300. Giá cũ bán 300, like này có 199k. Like này có 199k là tương đương với chị giảm được 100k rồi. Chia sẻ có 3 lần mà shop sale hẳn 100k cho mấy chị luôn, sale trong like này luôn, chứ không đợi đơn sau nha. Không phải bây giờ sao? Không phải là bây giờ dụ mấy chị mua cái đầm mấy trăm ngàn, mắc ơi là mắc xong rồi, hứa hẹn là đợt sau chị mua tiếp lần thứ hai thì shop sẽ giảm cho chị nhiêu nhiêu tiền. Không, em giảm bây giờ luôn, cái đầm này mua em giảm luôn 100k. Chia sẻ là giảm luôn 100k xuống còn 199. Còn giờ mình không đặt like sau các chị đặt vẫn được, nhưng có thể nó là 300, hoặc là tắt like thì các chị mua nó cũng là 300k nha. Không chia sẻ cũng là 300k giúp em. Đó, 199 ngay bây giờ. Chị Mỹ Duyên có đơn 1371 cho chị Kim Trang nè. Đầm đẹp chị mua rồi, em cảm ơn chị Hương Hương nha. Thiệt luôn á, váy đẹp xuất sắc như vậy mà mấy chị cứ suy nghĩ đắn đo mãi, đến khi mà mấy chị quyết tâm đặt hàng là hết mất tiêu rồi. Rồi nếu mà nói về đi tiệc thì em sẽ có những cái mẫu dạng như hoa thêu được không chị? Hay là cái kiểu như là thế này nè, lấp la lấp lánh nè. Đây em có những cái kiểu vải nó lấp lánh như thế này ha. Đầm này 85kg mặc vừa nè. Mẫu này mấy chị ơi, 85kg mặc vừa, nhìn vậy thôi chứ nó co giãn rất là tốt nha. Đó, đi tiệc thì em thường em sẽ chọn những cái đầm lấp lánh, hoặc là dạng nó xịn xịn như hoa thêu các kiểu thì em thấy nó sang hơn. Với cái mẫu này mấy chị mặc không có đụng hàng đâu. Này hàng nha em tự thiết kế, hàng nha em tự thiết kế không có sợ đụng hàng nha. Đem mặc thử cái đầm hoa thêu cho mấy chị coi. Hình như còn một cái hoa đỏ nữa rồi ta. Đây, em mặc thử cái hoa thêu. Đây, em mặc hoa đỏ đi. Hai màu, hoa xanh với hoa đỏ thì mấy chị thích hoa nào mình đặt hoa đó. Dư giả thì lấy luôn cả hai cái về thay đổi với chị nha, tại vì đẹp. Lâu lâu mới về hoa thêu. Mấy đợt trước mấy chị hỏi hoa thêu hoài chứ mà đâu có hàng đâu. Chín này mới mang hoa thêu nè. 1416 nha. Em lên cái hoa thêu màu đỏ cho mấy chị xem. Rồi chị Thí Đào 1371, ok em thấy đơn nha. Em đi thay mẫu nhưng mà các chị cứ comment đi, em trả lời liền ha. Rồi đây là 1416, đầm hoa thêu. Vải đây là chiếc phong kết hợp với lại ren hoa nha. Hoa này hoa thêu nổi luôn á. Đây, chiếc phong kết hợp với lại hoa thêu nổi. Em mặc hoa đỏ trước nha, em có cái hoa xanh nữa. Hai màu, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Em chỉ có lót ngang đây thôi. Thành ra là phía trên này các chị, đây là đang lộ dây áo của em rồi ha. Các chị mặc mẫu này nhớ mặc kiểu dây trong để cho nó đẹp hơn, nó không có bị lộ dây áo. Tại vì trên này em không có lót nha, chỉ lót ngang phần ngực áo trở xuống ha. Rồi sale với giá tiền 299k. Mẫu này còn rất là ít. Hoa thêu này em về được 4 size mà mỗi size đâu đó khoảng 20, bao nhiêu cái ta? Tại vì cả 4 size cộng lại mà có 120 mấy cái à. 120 mấy cái là chia đều cho 4 size luôn á, chứ không phải là một size mà được nhiêu đó nha. Thường em về một mỗi đầm mấy đầm khác nè. Như cái này đi thì size nó cũng phải được 200-300 cái. Còn em mặc hoa thêu này 4 size cộng lại có 120 mấy cái thôi. Đây hai màu, em có hoa màu xanh nữa. Đó, hoa màu xanh. Đây các chị cũng thấy là cái phần phía trên này nó không có lót nè.
Đây, phần trên này nó sẽ không có lót như thế này mấy chị nha. Như em đang mặc và đó không có lót phía trên nha, mặc là sẽ bị lộ dây nè. Nè, nhớ mặc dây trong hoặc là dạng không dây cho nó đẹp. Rồi em mặc 1416 để em kiểm tra coi. Lên 1400 rồi mấy chị thấy không? Chiến mới lên 1400 rồi. Cho nên những đơn nào không có mã số lên bó tay.com. Rồi xong. Mẫu này hiện tại em còn mỗi size cỡ tầm 10 trên dưới 16 20 nha các chị nha, trên dưới 16 20 cái. Rồi bây giờ em đang mặc nha, 1416 pha theo màu đỏ, đang sale là 299.000 đồng. Em đọc luôn cái số lượng nha, 16 cái size em à, đầm này chị nào size từ 40, 50 hồi 40 đi, 40 cho đến 65kg mặc vừa cho em. Nói chung là size 16, size 20, size 15, size 18. Đó, nó chia đều ra như vậy luôn. Sale còn 299k. Hoa theo đỏ là 1416 nha các chị. Tay nè, tay và cái phần trên váy á là chiếc phong nha, là chiếc phong. Còn cái phần này là ren hoa nổ nha các chị. Hoa này hoa theo, không phải hoa dệt như mấy cái mẫu này nha. Mấy cái này gọi là hoa dệt nè. Còn em mặc là dạng hoa thêu phía trên luôn. 1416 chúc cho chị mèo. Ê, dễ thương quá. Có hoa màu. Có hoa gì? Có hoa gì chị Chuyên ơi? Có hoa màu. Màu gì ta? Màu vàng hả chị? Tại vì chị ghi á, em dịch không có ra cái comment của mình nên em chưa có trả lời được. Màu trắng, màu vàng hay gì ta? Màu... Đây, chị ghi lại giúp em chị Chuyên ơi, để em coi coi là mình hỏi gì để em trả lời nha. Rồi đồng này 299k hoa thêu. Hoa thêu nha các chị, sale 299.000 đồng, có túi hai bên luôn. Trời ơi đẹp xuất sắc. Này mà đi tiệc một cái nói mấy chị ơi tâm điểm liền. Tâm điểm liền luôn, xắt thêm cái túi vô như vậy, đứng góc nào chụp hình cũng đẹp nha. Nghiêng trái nghiêng phải hay đứng thẳng như vậy chụp nó cũng đẹp luôn mấy chị thấy không? Form nè, form đồng nè, hoa văn nè, đẹp mọi góc luôn. Sale 299.000 đồng và hàng rất là ít nha. Mười mấy cái mỗi size nữa thôi hà. Em sale luôn là 299k. 299.000 đồng. Chúc cho chị Lan Phạm 1416 ạ. À. Dạ lên 1400 rồi, mới về nè. Em mới về cái mẫu này lên 1400 rồi nha. 299.000 đồng mẫu của em. 1416 là hoa theo màu đỏ. Rồi chị Huỳnh Huỳnh lấy 1416 nè. À, chị Bích Trâm đầm em mặc bao nhiêu tiền? Dạ 299.000 đồng. Đầm em mặc là 299k. Các chị nhìn cái dàn hoa thêu này là các chị biết nó bao nhiêu tiền đúng không? Mà nguyên một cái đầm em bán thành phẩm luôn. Tay này là một lớp nha cả nhà. Nguyên cái đầm thành phẩm như vậy chỉ có 299k thôi. Dài qua gối luôn. Em coi mét 6 là phủ gối rồi nè. Đó, túi hai bên và khóa đằng sau lưng ha. À hoa màu vàng, có. Gì chứ hoa vàng thì em đây. Thứ nhất là mẫu này, nền đen lá vàng em mặc rồi. Còn cái này nền đen lá vàng là em mặc rồi, họa tiết vàng nha. Rồi em này là đầm vàng cổ xoắn. Đây chị coi thử giúp em coi chị ưng cái hoa nào. Rồi em sẽ mặc lên form cho chị xem nha. Em này là hoa vàng kết hợp với bông bi cổ xoắn nha. Cổ xoắn. Rồi hoa nhí màu vàng cam cam. Đây sơ mi. Sơ mi hoa nhí, tay cũng có xếp ly luôn. Nhà tay xếp ly như vậy nè mấy chị xinh lắm. Rồi sơ mi hoa nhí màu vàng. Đó, 1-3 mẫu rồi phải không? Còn nào nữa ta? À, khoan đợi em xíu nha. Đằng sau có không? Không, đằng sau là cái kim này màu cam rồi. Rồi, đó, cho ba mẫu đó trước đi chị. Trong ba mẫu đó chị ưng cái nào không? Cái này nó hơi màu thiên màu cam cam chút xíu rồi ha. Cái này hơi thiên cam cam rồi. Rồi, trong mấy cái mẫu đó chị ưng mẫu nào hơn để chút nữa em giới thiệu. Còn bây giờ em đang mặc là sale 299 nè. Em đang mặc là sale 299k nha, size từ 40-65kg nha cả nhà. 40-65kg mặc vừa cho em, chốt sale 299.000 đồng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Hay em mặc thử cái vàng vàng cổ xoắn cho mấy chị coi nha. Cái đó đúng chất là hoa vàng luôn á. Đây, mặc thử cho mấy chị xem cái đầm mặc. Ui da, nền đen hoa vàng cổ xoắn mới nha. Đây là 1358. Rồi, 1358 các chị nha, mẫu này là nền đen hoa vàng. Đang sale với giá tiền là 249.000 đồng thôi. Mẫu này shop sale 249k nha, có cái cổ xoắn nè. Với lại là cái tay may phồng ha. Đây mẫu này dễ thương nè. Rồi cổ xoắn nha các chị, đây xoắn ngay đây nè, với cái tay may phồng.
Đó, 1358 nha, 1358. Hiện tại em đang sale với giá tiền là 249.000 đồng thôi. 1358 kèm số điện thoại. À, cái mẫu em mới mặc thì không có chị ơi. Đây này có hoa màu xanh thôi. Em mới mặc mà cái kiểu hoa thêu á, chị thích hoa thêu giống như vậy mà màu vàng á hỏi chị thì không. Em chỉ có một là hoa đỏ, hai là cái hoa xanh xanh đằng sau hà. Hoa thêu chỉ có hai màu thôi. Còn hoa vàng thì em có kiểu khác, ví dụ như cái em đang mặc thì là hoa vàng nè. Đó là chất lụa nha. Em mặc là bông bi kết hợp bông vàng là chất lụa. Rồi còn cái này nó chỉ có hai màu, một là hoa đỏ như thế này. Đây em vừa mặc xong này, phía trên này nó không có lót, mấy chị thấy không? Trên đây là ngang không có lót nè. Thành ra là các chị nhớ là mặc kiểu dây trong hoặc không dây cho nó đẹp nha. Rồi. Em vừa mặc xong thì có hoa đỏ như thế này, hoa thêu các chị nhìn gần coi đẹp không nè. Hồi nãy là em để xa mấy chị không thấy đúng không? Đây mấy chị nhìn gần cho em mình nhìn từng cái hoa nè, từng cái lá nè. Đó, mấy chị coi thấy đẹp không? Nhìn xịn như vậy mà có hoa 99 nè. Không thì màu này, em có thêm màu này nữa là hoa hoa xanh xanh. Đây em có thêm cái này là hoa xanh chị nha. Đây hoa xanh. Đó, nhìn gần hay nhìn xa gì cũng đẹp nha mấy chị. Đây, hoa xanh hoặc hoa đỏ không có hoa vàng. Còn em đang mặc thì hoa vàng nè, nhưng mà kiểu khác này 249. Lai khác các chị mua đang bán 300. Mẫu của em lai khác cũng là 300. Lai này sale 249.000 đồng, nền đen hoa vàng. Cận cảnh cho mấy chị coi luôn. Đó, đứng gần hay đứng xa gì cái đầm này nó cũng đẹp hết trơn á, sắn ngay cái vòng cổ áo nè. Rồi khóa đằng sau lưng ha, váy này túi hai bên. Sale còn 249k nha. 1358 là chị Nguyễn Trang. Ok có đơn nè. Rồi còn chị nào nữa không? Nhớ kèm theo cho em được chia sẻ nha. Ba lần chia sẻ livestream này là sót chút đơn luôn. 1358 kèm số điện thoại cho em. Đợi em xíu hết pin. 1358 kèm số điện thoại cho em nha. Sale với giá tiền là 299k nha các chị. 200 ở bên 249 249.000 đồng cho em nha. Rồi chị Anh có đơn 1358 nè. Chị 63kg mặc vừa hoa vàng của em hôm. Cho em xin vòng eo chị yêu ơi. Đầm này đo eo giúp em. Nếu như eo dưới 84 là ok. Eo dưới 84 là có hàng. Eo trên 84 thì em sẽ kiếm cho mình mẫu khác. Còn cái đầm này là eo dưới 84 cho em thôi ha. 1358 kèm số điện thoại nha. 1358. Để coi nào, coi dạng này dầm chưa mặc ta. Rồi, em mới về mấy cái mẫu như vậy nè, chất nhung nè, đầm nhung thì nó có co giãn hơn. Nhung này là 70kg vừa, có hai màu. Màu này là gọi là màu rượu vang ha, hơi tím tím hồng hồng. Màu này là màu xanh navy. Đó, hai mẫu này là tới 70kg vừa luôn. Còn không thì em có cái đầm kim tuyến ngọc trai eo nè. Cái này là tới 85 hoặc thậm chí cao cao chút xíu là 90kg mà cũng vừa luôn nha cả nhà. Rồi tranh thủ vào đặt sớm giúp em nha, đang mặc 249k. Rồi mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok các chị yêu nha. Em đang mặc đây, mã số là 1358, xem còn 249.000 đồng nha. Chị nào lấy thì comment ở phía dưới giúp em mã số cộng số điện thoại. Và đừng quên chia sẻ nha. Để cho chị nào đã đặt hoặc đang đặt hoặc là mình có ý định muốn đặt hàng thì cũng nhớ giúp em là phải có 3 lượt chia sẻ sau mới chốt đơn được ha. Rồi còn bài livestream này bây giờ em sẽ lưu lại nha các chị nào vô trễ chia sẻ rồi thì mình có thể xem lại giúp em từ đầu. Còn chị nào chưa chia sẻ thì coi như là đóng chờ những livestream tiếp theo, tại vì khi nào shop livestream thì shop mới giảm giá. Còn cái chị lưu ý là không có livestream hoặc các chị mua trên hình ảnh á thì giá nó sẽ bình thường. Váy này 300 chia sẻ rồi đặt hàng em chút 250 các chị nha. Chúc các chị buổi sáng vui vẻ nhé.